Xin chào tất cả mọi người. Trong video hôm nay thì em sẽ chia sẻ bí quyết giúp cho chị em phụ nữ chúng ta cắm hoa, hoa được tươi lâu và nước ở trong bình hoa nó không có bị thối. Đây là sản phẩm Asa nha mọi người. Thùng nguyên em vừa mới khui ra tức thì. Em lấy máy quay để cho mọi người xem. Một chai như thế này là 200ml. 200ml. Và khi mà mọi người cắm hoa, mọi người cho khoảng, ví dụ như bình lọ hoa nhỏ, mọi người khoảng cho khoảng 3 nắp này. Còn nếu mà bình lớn thì mọi người cho nhiều hơn một chút. Em có cái sở thích là rất là hoa hòe, trưng hoa. Nhà phòng nào cũng trưng hoa. Nên là trước đây hoa nó hay héo lắm. Mà mỗi lần mà dọn dẹp á, là nó cứ bốc mùi thúi á. Tại vì cái gốc ở trong bình là nó, mình trưng vài ngày là nó bị rửa gốc á, là nó thúi, mà cái mùi thì không có dễ chịu chút nào. Nên là em đã tìm hiểu những cái loại mà nước cắm hoa giúp cho hoa tươi lâu và cái gốc trong cái ở trong bình hoa nó không có bị thối nước. Thì đây là cái sản phẩm Asa. Em đã dùng qua rồi. Nó giữ hoa được tươi được lâu lắm nha mọi người. Một bình vậy là 200ml thì mình dùng được rất là lâu. Nó có hướng dẫn kỹ luôn cho mọi người nè. Em quay kỹ để mọi người xem luôn nè. Cái này thì sản xuất ở Việt Nam nha mọi người. Mùi rất là dễ chịu. Trên thị trường nó có rất là nhiều loại nước cắm hoa, nhưng mà mọi người cứ trải nghiệm đi. Em thấy Asa này rất là phù hợp và em sử dụng em thấy nó rất là hiệu quả. Nên là trước đây thì không có bán cái hàng này, nhưng mà sử dụng thấy là rất là hiệu quả. Và nó, nói chung là nó không có gây cái mùi khó chịu. Nên là em bán sản phẩm này cũng được một thời gian rồi, nhưng mà hôm nay gần Tết, mọi người hỏi nhiều quá nên là quay video để cho mọi người xem kỹ luôn. Chứ mỗi lần mà mọi người hỏi là em phải chụp ảnh cho mọi người xem, tại vì mọi người không có tin là mình bán cái này luôn á. Nên là em quay để cho mọi người xem luôn nha. Rồi, mọi người có nhu cầu mua cái nước cắm hoa giúp cho hoa tươi lâu và gốc không có bị thối rữa thì liên hệ trực tiếp với em nha. Hoặc là mọi người có thể lên Google gõ sản phẩm nước cắm hoa Asa, chọn nước cắm hoa Asa, mọi người tìm hiểu là đúng chính hãng luôn nha, địa chỉ nơi sản xuất luôn nha mọi người. Hoặc là liên hệ trực tiếp với em cũng được. Rồi, em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em đến đây. Xin chào và hẹn mọi người ở những video lần sau ạ.